một em Victor nhá. Đôi này công suất của nó là 4 ohm và 80W. Chất âm rất là tốt luôn các bác nhá. Ba đường tiếng này, thiết kế rất đẹp luôn. Bass 30 nhá. Âm đi âm ly bị một vé ấy rồi. Do chân này từ đó xem lại cái chân này đóng điện đâu có chân 3.5 một chân xịn thế là mà cũng vừa ngon đấy. Có chân này này, có chân 3.5. Một đôi Victor các bác này, nó vừa nãy nó bị do cái chân đóng kia nó lỏng. Đấy. Sống ok hết các bác nhá, đôi rất là đẹp luôn. Các bác xem like cho em xin một like, một follow. Ưng mã nào thì các bác liên hệ trực tiếp vào số giúp em nhé. Một đôi Victor quá là đẹp luôn. Đấy, thiết kế hoa loa khế các bác này, bát 30. Hai bác nhìn con này, đôi này nhìn quá là đẹp luôn. Đấy. Đây một đôi Victor. Công suất của nó là 4 ohm và là 80W. Này, thùng vách quá đẹp luôn các bác nhá. Một màu vàng ươm, đẹp long lanh luôn. Đôi này chiều cao của nó là 64 phân, 64 phân nhá. Chiều rộng của nó là 36 phân, còn chiều sâu của nó là 32 phân này. Một đôi Victor SX55, mã này là mã số 934 này, để cho bác với giá là 5.8 nhá. 934 này, 5.8, một đôi Victor. Bác lưu ý là hàng bên em thì bắt buộc phải có cọc thì bên em mới đi đơn nhé. Đấy,
còn các bác chuyển khoản hết bên em hỗ trợ bao phí ship cho các bác. Các bác cọc thì bên các bác